cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chúa Nhật lễ Chúa Phục Sinh. Nhân cha và con và thánh thần Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần khi trời còn tối, bà Maria Madalena đi đến mộ và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa yêu mến. Bà nói với các ông: người ta đã đem thầy đi khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Vậy ông Phêrô ra đi cùng với môn đệ kia. Họ đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã đến mộ trước ông cúi xuống thấy những khăn liệm để đó nhưng ông không vào trong vậy ông simon Phaero theo sau cũng tới nơi ông vào trong mộ thấy những khăn liệm để đó và tấm khăn che đầu người tấm khăn này không để lẫn với khăn liệm nhưng cuộn lại để riêng một nơi bấy giờ môn đề kia mới vào dù ông đã tới mộ trước ông đã thấy và ông đã tin Thật vậy, trước đó các ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Kính thưa Cộng đoàn Phụng Vụ Chúa Giêsu đã sống lại thật Alleluia, Alleluia Lời loan báo này vang dội trong giáo hội trên toàn thế giới Đức Giêsu là Chúa Chúa Cha đã làm cho người sống lại và người hằng sống giữa chúng ta. Việc mừng màu nhiệm Chúa Phục Sinh hôm nay đem lại cho mỗi người Kitô hữu chúng ta suy nghĩ điều gì? Và niềm hy vọng vào Chúa Phục Sinh đó giúp cho đời sống Kitô hữu chúng ta sống thế nào? Tin mừng theo Thánh Gian hôm nay trình bày cho chúng ta những gương mặt và tâm tình khác nhau khi đối diện trước mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu. Một gương mặt của Maria Magdalena hốt hoảng, lo lắng vì người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và không biết họ để người ở đâu. Một gương mặt của Phêrô đầy sự kinh ngạc, không nói lên lời khi nhìn thấy những khăn vải được cuốn lại xếp riêng ra một nơi và gương mặt của người môn đệ Chúa Giêsu thương mến nhanh chóng nhận ra rằng thầy mình đã sống lại. Ông không nhìn bằng đôi mắt nhưng đã nhìn bằng con tim. Tác giả tin mừng theo Thánh Doan đã kín đáo không nêu tên người môn đệ này. Nhưng truyền thống giáo hội vẫn cho đó chính là tông đồ Doan. Ông là người được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt. Và ông cũng đáp lại thầy mình với tình yêu thương nồng nàn. Chính tình yêu này mách bảo cho ông biết đích xác chuyện gì đã xảy ra với thầy tình yêu giúp cho ông biết nối kết những dấu chỉ của ngôi mộ trống cùng với những khăn niệm còn đó với lời kinh thánh để làm bừng lên một cảm nghiệm mới một kinh nghiệm mới về đời sống đức tin ông đã thấy và ông đã tin ngôi mộ trống và khăn niệm vẫn còn đó là gì nếu không phải là một dấu chỉ cho sự phục sinh theo kinh thánh thực vậy Đức Kitô là Thiên Chúa hàng sống nên Ngài không thể bị chôn vùi trong cõi chết, là đấng quyền năng nên Ngài không thể bị giam hãm trong ngục thất của tử thần, là đấng của vĩnh cửu nên Ngài không thể bị giới hạn trong thời gian, là ánh sáng lẽ nào Ngài lại bị bao vây bởi bóng tối, là đấng tạo dựng lẽ nào Ngài lại bị thân phận con người cầm chân. Bởi đó không còn một cách nào khác hơn, đó là ngài đã phục sinh. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tất cả khởi đầu với ngôi mộ trống, nhưng nếu chỉ có ngôi mộ trống mà thôi thì cũng chẳng làm nên chuyện. Câu chuyện chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó có nội dung, và nội dung ở đây là ngài không còn ở trong mộ nữa vì ngài đã sống lại như ngài đã nói từ ngôi mộ ấy đã bật lên sự sống. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì mọi sự sẽ vẫn như cũ. Sự sống có nghĩa lý gì khi nó được kết thúc bằng cái chết? Con người có nghĩa là gì? Nếu mọi cố gắng đạt hạnh phúc của con người chỉ được bảo tồn trong ảo tưởng của hạnh phúc, của những hạnh phúc luôn bị cái chết đe dọa từ bên trong. Tình yêu có nghĩa là gì nếu mọi cú xét ái tình sẽ tắc nghẽn trên nấm mồ phân ly Sống mà giả quên sự chết hiện diện khắp nơi Phải chăng là một trò chơi không xứng với con người Trò chơi của cuộc sống ấy sẽ phi lý và thất vọng Nếu Chúa Kitô đã không sống lại Vì thế Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng Nếu Chúa Kitô đã không sống lại Thì chúng ta là những người vô phúc nhất ngu đần nhất vì chúng ta tin tưởng vào một chuyện hão huyền. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì chúng ta vẫn còn mang tội lỗi ở trong mình và không ai giải cứu được chúng ta. Không ai đem chúng ta đến gặp Thiên Chúa được. Nếu Chúa Kitô không sống lại thì thập giá chỉ là dấu hiệu của nhục nhã, đau khổ của con người sẽ không có lối thoát và cái chết của con người sẽ là đường cùng là ngõ cụt. Nhưng Đức Kitô đã sống lại thật. Ngài đã đem lại và ngài đã đem theo những đau khổ của loài người qua bên kia bờ tuyệt vọng. Ngài đã làm cho những quằn quại đau thương của con người sắp bị cái chết tiêu diệt như là những nỗi đau của một người mẹ đang sinh con, nỗi đau sẽ phát sinh sự sống mới, một niềm vui mới. Ngài đã làm cho cuộc sống trần gian không còn là một ảo tưởng nhưng là một phản ảnh và là một con đường đưa tới cuộc sống vĩnh cửu. Đức Kitô đã sống lại. Từ nay thập giá không còn là dấu hiệu của nhục nhã, nhưng là dấu hiệu của vinh quang. Đức Kitô đã sống lại, cái chết của con người không còn là đường cùng, là ngõ cụt, vì ánh sáng của Đức Kitô đã bừng lên trong đêm tối, đã chiếu sáng ở cuối con đường hầm và Đức Kitô đã sống lại, niềm hy vọng phục sinh của thân xác chúng ta không phải là hão huyền, vì Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa, Ngài đang điều khiển dòng lịch sử và Ngài xuất hiện trong vinh quang, khi chúng ta cũng được xuất hiện trong vinh quang cùng với Ngài. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã phục sinh, Ngài đang sống trong vinh quang của Chúa Cha, chính vì chúng ta tin rằng chúng ta đã được phục sinh trong Chúa Kitô và sau này sẽ được phục sinh như Ngài. Nên chúng ta đón nhận cuộc đời, kể cả đau khổ và cái chết một cách tích cực, chủ động và vui tươi. Đau khổ không còn là phi lý nữa bởi vì thập giá đã được đưa vào vinh quang phục sinh, không còn là tuyệt vọng đối không còn là tuyệt vọng bi đát, tuyệt đối hư hỏng tùy từ cái chết Thiên Chúa đã làm phát sinh sự sống trong Chúa Kitô. Nếu chúng ta đã tin vào sự phục sinh, vào chiến thắng chung quyết của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ không còn lo âu buồn phiền, không còn sống ích kỷ hẹp hòi, mà dám từ bỏ, hy sinh, xả thân liều mạng vì sự sống và hạnh phúc của mọi người. Đó cũng là điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi tín hữu Colosse. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thượng giới chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện diện tiềm tàng ở nơi Đức Kitô, ở nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Xin Chúa giúp chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng phục sinh của chúa